Tiểu thuyết ngôn tình Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 6, chương 13, thất bại. Chương 13, thất bại. Cuốn bí kíp Xuân Cung kia bị Bạch Giam lật qua lật lại, lật tới lật lui 3-4 lần, đến nỗi nhắm mắt lại cô vẫn có thể miêu tả được những tư thế và động tác trong ấy. Đáng tiếc người để luyện chung thì lại không xuất hiện, có lật tới nát bét thì cũng vô ích. Để tạo cơ hội gặp lại Thẩm Mục Phạm, có thể nói Bạch Giam đã dốc hết công sức. Đầu tiên là cố ý sai người tung tin bọn họ đang bí mật hẹn hò, sau đó lại tìm phóng viên viết về quá trình quen biết của hai người, nói là Thẩm Mục Phạm gặp tiếng sắc ái tình với cô ở buổi bán đấu giá, còn tường thuật lại quá trình vất vả theo đuổi cô một cách hết sức sống động. Trong thời gian ngắn, các báo đài thi nhau đưa tin, hai người bọn họ nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính hot nhất của các mục giải trí. Giữa lúc tin đồn đang tung bay đầy trời, Bạch Chi Âm nhắn tin cho Thẩm Mục Phạm. Báo chí đưa tin đều là do anh sắp xếp sao? Bây giờ tôi đã nổi tiếng lắm rồi, cảm ơn anh. Cô cứ tưởng rằng Thẩm Mục Phạm sẽ phủ nhận, như thế cô có thể nhân cơ hội này mà gặp mặt anh. Ai ngờ anh chỉ nhắn lại 3 chữ: đừng khách sáo. Khách sáo cái đầu anh, tức tối thì có. Nén cơn giận xuống, cô không ngừng nỗ lực. Anh giúp tôi như thế, tôi phải mời anh đi ăn một bữa mới được. Lý do này rất chính đáng, nhưng tin nhắn của anh ngày càng tiết chữ như vàng. Không cần. Đôi mày liễu nhíu chặt lại. Cô nghiến răng suy nghĩ, quyết định mặc dày hơn một chút. Ha ha, thật ra tôi muốn tăng thêm sức nóng cho tin tức thôi. Lần này anh đã chịu nhắn dài hơn một chút. Nhưng Bạch Giam đọc nó xong thì thấy lạnh cả sống lưng. Cô không sợ nóng quá thì sẽ bị cháy sao? Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, lòng cô như dậy sóng. Không rõ câu này của anh chỉ đơn thuần là một lời trêu đùa hay đang ám chỉ thật ra anh đã nhìn thấu những trò của cô, biết rõ rằng đây chỉ là một tuồng kịch do cô tự biên tự diễn, hoặc có thể anh đã không còn hứng thú gì với cô nên không muốn có bất cứ liên hệ nào với cô nữa. Trước mặt Thẩm Mục Phạm, Bạch Chi Âm, người tự nhận là mưu kế hơn người, lại gặp phải thất bại lần nữa. Cảm giác này giống như là một đạo diễn vừa có chút thành tích, gặp được một ngôi sao đang cực kỳ nổi tiếng, sau đó dốc hết tâm huyết để viết nên một kịch bản, nhưng diễn hay không và diễn thế nào hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của cô. Bạch Giam rất ghét cái cảm giác bị nắm mũi dắt đi này. Tiếc rằng màn kịch mà không có Thẩm Mục Phạm thì hoàn toàn không diễn được nữa, nên cô đành phải nghiến răng, tung chiêu độc ra. Không lâu sau, một tờ báo nhỏ đã moi được thân thế của cô, tung tin rằng cô chỉ là một đứa con riêng. Tin tức vừa được đăng, dư luận nhanh chóng phân thành hai phe. Một phía cảm thấy chuyện tình giữa cô và Thẩm Mục Phạm giống như là câu chuyện cô bé lọ lem phiên bản hiện đại. Còn phía kia thì lại cười cợt cô rằng muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, còn mang những cô gái một lòng muốn gả vào nhà giàu, nhưng sau đó lại có kết cục rất thê thảm ra để so sánh. Ám chỉ rằng cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lần này, Bạch Giam trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm. Nhưng còn chưa kịp hỏi tội, thì anh đã cắt đứt những lời thoại mà cô đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ sẵn. Tin tức không phải do tôi tung ra, cô yên tâm, tôi đã sai người đi xử lý chuyện này rồi. Vậy anh có biết là ai làm không? Giam không chịu hết hy vọng, hỏi tiếp. Anh trả lời rất dứt khoát. Không biết, cũng không cần phải biết. Bạch Giam à một tiếng, nuốt những lời thoại đã được chuẩn bị xuống, nói câu cảm ơn xong thì ngắt điện thoại. Còn nói cái gì nữa? Thái độ của anh đã nói lên tất cả. Anh đã không còn hứng thú gì với cô nữa. Như Thẩm Mục Phạm đã nói, ngày hôm sau, không còn tờ báo nào nhắc đến tin tức của bọn họ.
Bởi vì Mục Giải Trí đã bị tin một ngôi sao mới nổi phê thuốc rồi đua xe chiếm cứ. Những tin tức có liên quan đến chuyện tình cảm của bọn họ cũng không xuất hiện nữa. Câu chuyện đẹp như truyện cổ tích này bỗng nhiên biến mất khỏi mắt công chúng một cách đột ngột như khi nó xuất hiện vậy. Khi cô kể cho Nghiên Hi nghe thái độ của Mục Phạm, nói với cô ấy có lẽ là phải điều chỉnh lại kế hoạch, thì Nghiên Hi không mắng cô không có chí tiến thủ như lần trước nữa mà chỉ an ủi. Thôi vậy, là do anh ta không biết nhìn người, những chuyện khác chúng ta sẽ tính toán kỹ hơn. Không biết nhìn người sao? Nói không chừng là người ta quá biết nhìn người nên sẽ không động lòng với một đứa con gái mưu mô tính toán, giả tình giả nghĩa như cô. Kế hoạch trù tính nhiều năm bỗng như giả tràng sa cát, khiến Chi Âm rất chán nản. Thêm vào đó, sau khi chân khỏi hẳn, Bạch Phi Dương lập tức giao cho cô hơn 10 đơn hàng, bận tới nỗi tối tăm mặt mũi, có khi còn không kịp ăn cơm. Tinh thần và thể xác đều bị dày dò, nên chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi cô đã gầy đi rất nhiều. Nhìn chiếc cằm nhọn quắc và đôi mắt thâm quầng của cô, Liên Hy nhíu mày hỏi, hôm qua cô lại thức khuya nữa sao? Bạch Chi Âm che miệng ngáp một cái, đi hóng gió biển suốt một đêm mà. Liên Hy lập tức nhăn mặt, lại đón thuyền. Cô ừ một tiếng, có chuyến hàng mới. Liên Hy trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói, hay là để tôi và Bách Diệp đi, cô sẽ có thêm người trợ giúp, không cần phải vất vả thế nữa. Không, cô vội vàng ngăn cản, tôi ở trong hố lửa là do bất đắc dĩ, anh không thể tự nhảy vào đó được. Những chuyện mà lão già đó giao cho cô làm toàn những chuyện phạm pháp. Những văn vật qua tay cô trong mấy năm nay đủ để cô ngồi tù vài chục năm. Cho dù có một ngày cô có thể thoát khỏi nhà họ Bạch, lỡ như xui xẻo bị vạch trần thì cô cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, cho nên cô tuyệt đối không thể để Liên Hy bị kéo vào. Đương nhiên Liên Hy biết sự băn khoăn của cô, nhưng vì thật lòng lo lắng cho cô nên anh đắn đo thăm dò. Âm âm, cô có từng nghĩ là sẽ rời khỏi nhà họ Bạch trước? Bạch Chi Âm chầm chầm nhìn vào Liên Hy. Sau đó thì sao? Mặc kệ Tiểu Thiên à? Liên Hy bị cô nhìn tới nỗi chột dạ. Cô cứ đi trước, Tiểu Thiên sẽ có cách mà. Cách gì chứ? Nếu thực sự có cách thì năm đó tôi đã ở Mỹ không về nữa. Tiểu Thiên là sợi dây buộc chặt cô, bất kể cô bay xa tới đâu, bất kể cô muốn chạy bao xa, lão già kia chỉ cần nắm chặt sợi dây này thì cô sẽ phải ngoan ngoãn quay về, làm trâu làm ngựa cho lão ta. Liên Hy biết sự lo lắng của cô, nhưng anh không muốn cô cứ bị Bạch Phi Dương khống chế mãi, nên khéo léo khuyên nhủ. Cô cũng đừng bi quan quá, dù sao thì Tiểu Thiên cũng là cốt nhục của nhà họ Bạch. Có lẽ lão ta chỉ dọa cô mà thôi, chứ không làm thật đâu. Hơn nữa, chẳng phải còn có mẹ cô sao? Bạch Chi Âm cười thê lương. Trong mong vào bà ấy thì tôi và Tiểu Thiên đã sớm bị ức hiếp chết rồi. Cô có thể mong đợi vào một người thấy con mình bị người ta đốt cháy tóc mà vẫn thờ ơ như không, ung dung ngồi chơi mạt chược sao? Bạch Chi Âm còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn quặn thắt khi cô nhìn thấy Tiểu Thiên bị đốt trọi đầu tóc. Nhưng đau nhất chính là mẹ của bọn họ lại nhẫn tâm cảnh cáo cô rằng, bà còn có hỏi tới thì nói là nó tự đốt chứ không được nói lung tung. Rõ ràng là bị người ta ức hiếp, sao còn phải nói dối? Bạch Chi Âm không hiểu, mãi đến khi cô nghe thấy bà ta nói với bạn đánh bài của mình. Mang theo cái thằng ngu ấy thật là phiền phức, tôi sợ ông lão không vừa mắt với nó rồi liên lụy tới tôi luôn. Giờ phút ấy, cuối cùng cô đã hiểu ra, đối với mẹ cô mà nói, thì cô và Tiểu Thiên chỉ là những công cụ, nếu có ích thì sẽ lợi dụng, không có ích thì sẽ dứt đi như đôi giày rách. Cũng từ khoảnh khắc ấy, cô đã hiểu ra rằng, trên đời này trừ mình ra, thì không ai có thể bảo vệ Tiểu Thiên. Liên Hy không rõ lắm những chuyện của cô thời thơ ấu, có điều nghe cô nói thế, anh cũng có thể đoán được mẹ cô là loại người thế nào. Hơn nữa, anh cũng đã hiểu rõ tình cảm mà Bạch Chi Âm dành cho Tiểu Thiên, nên biết có khuyên nữa thì cũng vô ích. Khẽ thở dài một hơi, Liên Hy nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, nói, cô có về nhà thì cũng không thể nghỉ ngơi, hay là đến chỗ tôi ngủ một giấc đi. Không cần đâu,
Anh đưa tôi đến cửa hàng quần áo đi. Tối nay tôi phải theo ông già tới một buổi vũ hội, có mấy đơn hàng phải bàn. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quyết định tranh thủ ngủ một lát trên đường đi, dự trữ sức lực cho tối nay. Nếu cô không thể nhờ sức của Thẩm Mộc Phạm mà đưa Tiểu Thiên rời khỏi nhà họ Bạch, thì chỉ có thể tiếp tục ở lại, làm ra những thành tích khiến lão ta cảm thấy cô vẫn là người có ích. Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở khách sạn Tử Kinh. Những người được mời đều là phú thương hạng hai. Chịu sự ảnh hưởng của những tin tức xôn xao đây đó kia, Bạch Chi Âm vừa bước vào thì đã hứng không ít những ánh mắt tò mò do những lời thì thầm to nhỏ của mọi người. Có người không thức thời, công khai hỏi Bạch Phi Dương. Chủ tịch Bạch, vị này thật là cháu nội của ông sao? Câu trả lời của Bạch Phi Dương rất khôn ngoan. Tôi luôn coi con bé là cháu gái. Còn cô thì chỉ biết cúi đầu, cụp mắt xuống, mím môi cười nhẹ. Sau đó, lấy cớ là làm quen, trau dồi tình cảm để có được một đơn đặt hàng. Nên biết rằng trong cơn đầu sóng ngọn gió này mà lão già còn dẫn cô theo, chắc chắn không phải để đến nghe tin tức. Sau nhiều lần thương lượng giá cả, cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Phi Dương giao cho. Nhìn đám khách khứa đang nhún nhảy, Bạch Chi Âm không khỏi nhớ tới buổi vũ hội hôm ấy, cũng nhớ tới sự lạnh lùng của Thẩm Mục Phạm. Cô lắc đầu, cố dứt tâm trạng ủ rũ ra khỏi đầu, móc điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Phi Dương. Ông nội, đã xong công việc rồi, con có thể về trước không? Nhìn màn hình điện thoại, Bạch Phi Dương chậm rãi trả lời. Về đi. Ta bảo Tiểu Trương đưa con về, về nhà ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai không cần đến công ty. Ông ta biết mấy ngày nay cô luôn thức đêm, tối qua còn phải đi đón thuyền mà không được ngủ. Thỉnh thoảng nhân từ một chút cũng là điều phải làm. Quả nhiên, tin nhắn trả lời của Bạch Chi Âm khiến lão ta rất hài lòng. Con ngủ một giấc là được, không cần nghỉ phép, công ty còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa, cứ để Tiểu Trương ở lại đợi ông, con bắt taxi về được rồi. Ông nội đừng uống nhiều quá, phải chú ý đến sức khỏe. Bạch Phi Dương trả lời, được, rồi cất di động, môi nở nụ cười đắc ý. Con bé này vẫn luôn là vậy, cho nó chút ngọt ngào thì nó sẽ mang ơn đội nghĩa. Ra khỏi bữa tiệc, Bạch Chi Âm xoa xoa đôi mắt sưng đến đau nhức. Nghĩ ngợi xem có nên tới nhà Liên Hy ngủ một giấc rồi hãy về nhà không? Gần đây, Bạch Tiêu Di mê những bài tập giảm cân kiểu Hàn, giờ này đang là lúc cô ta nhảy hăng hái nhất. Nhưng nghĩ lại thì chạy tới, chạy lui thế này cũng rất phiền toái. Chi bằng đặt một phòng ngay trong khách sạn Tử Kinh này, ngủ một giấc. Nghĩ thế, Bạch Chi Âm lập tức quay lại, đi về hướng đại sảnh của khách sạn. Cô vừa đi vừa cúi đầu lấy ví tiền, tay vừa chạm được thì bỗng có một đôi giày nam màu đen rơi vào tầm mắt của cô. Chân cô lập tức dừng bước, ánh mắt thì thuận theo đôi giày mà nhìn lên trên. Gương mặt khiến cô vừa mong ngóng, vừa tức giận bỗng nhiên đập vào mắt cô. Đã lâu không gặp, Thẩm Mộc Phạm mỉm cười nói. Chương 14. Nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, lòng Bạch Chi Âm hết sức rối ren. Hơn một tháng nay, cô không ngừng tự nhủ với mình rằng không được gửi gắm quá nhiều hy vọng vào Thẩm Mộc Phạm. Anh ta đã không còn hứng thú với cô nữa, nếu không thì đã không đột nhiên biến mất lâu như thế. Bây giờ anh ta lại bất ngờ xuất hiện, chỉ nói một câu, đã lâu không gặp, một cách hết sức khách khí. Lẽ ra cô nên cho anh ta một cái liếc mắt xem thường rồi ngoảnh mặt bước đi. Nhưng cô không có cái gan ấy. Ai bảo cô coi trọng quan hệ yếu ớt lỏng lẻo này cơ chứ? Cô đè nén cơn oán giận đang bốc lên tới não xuống. Chị Em mỉm cười trả lời. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Anh cứ luôn mỉm cười thật khẽ, trò chuyện thân thiết với cô giống như là bạn bè đã lâu không gặp. Sao cô lại ở đây? Tôi theo ông cụ đến đây bàn chuyện làm ăn. Bạch Chị Em liếc nhìn bộ quần áo phẳng phiu thẳng thớm trên người anh.
Anh thì sao? Đến tham gia bữa tiệc à? Tôi đến tham dự hôn lễ của một quản lý cấp cao trong tập đoàn. Nói ra thì cũng thật trùng hợp. Tối nay anh nhận lời mời đến tham gia hôn lễ của giám đốc tài chính trong tập đoàn. Nghi thức vừa kết thúc, anh liền chào ra về, để lại không gian tự do cho các nhân viên được thoải mái vui đùa. Ai ngờ, vừa từ thang máy bước ra, liền nhìn thấy Bạch Chi Âm đang cúi đầu sầm sầm đi tới. Cô mặc một bộ váy dạ hội dài, cúp ngực, đầu tóc thì búi cao, để lộ chiếc cổ thon dài tuyệt mỹ, khiến anh nhìn đến thất thần. Những ký ức về cô cũng đua nhau kéo về, đợi khi anh hoàn hồn lại, thì mình đã đi đến trước mặt cô. Thấy cô nhíu chặt mày không nói chuyện, Thẩm Mục Phạm chủ động phá vỡ cơn im lặng. Vũ hội bên cô kết thúc rồi sao? Cô lắc đầu. Chưa, tại tôi hơi mệt nên mới về trước. Cô nói như vậy, lúc này anh để ý mới thấy trên mặt cô có da mệt mỏi rõ ràng. Nhìn kỹ hơn thì ngay cả trong mắt cũng đầy những tơ máu. Ngực như bị ai đấm mạnh, anh nhướng đôi mày kiếm lên. Tối qua cô không ngủ được sao? Cô ừ một tiếng rồi trả lời thành thật. Có một chuyến hàng mới về, tôi phải đi đón thuyền. Mắt anh tối sầm lại. Ông nội cô bảo cô đi đón thuyền à? Thấy Bạch Chi Âm gật đầu, sắc mặt anh lập tức trở nên căm phẫn. Hai bàn tay đặt hai bên người cũng bất giác siết chặt lại. Anh biết Bạch Phi Dương giao cho cô chuyện mua bán văn vật, nhưng không ngờ lại bảo cô đích thân đi tiếp hàng. Phải biết rằng, công việc này là dễ bị hải quan tóm gọn nhất, mà một khi bị bắt, thì nhân chứng, vật chứng đầy đủ, muốn thoát tội còn khó hơn là lên trời. Thẩm thị cũng buông lậu, nhưng những khâu nguy hiểm này đừng nói là người nhà, ngay cả những thân tín được trọng dụng cũng không được phái đi. Thế mà Bạch Phi Dương lại bảo cô đi dấn thân vào nguy hiểm, xem ra hoàn toàn không coi cô là người thân. Bên này, anh vẫn đang chau mày trầm tư, thì bên kia, Bạch Chi Âm đã tính toán xem bây giờ nên làm thế nào mới có thể nối lại quan hệ với anh. Nhưng vừa động não thì đầu bỗng đau nhức dữ dội. Cuối cùng chẳng những không nghĩ ra được gì mà đầu còn thấy ong ong. Thôi vậy, bây giờ cô không còn hơi sức đâu mà đấu trí đấu dũng với anh, cho nên chạy là thượng sách. Anh còn có việc gì nữa không? Không có thì tôi đi trước. Tôi đưa cô về. Thẩm Mục Phạm trả lời hết sức tự nhiên. Không cần đâu, thật ra tôi đang định lên đó đặt một phòng để ngủ một giấc. Anh hơi ngẩn ra, không hỏi xem tại sao cô không về nhà mà chỉ đề nghị. Nếu cô muốn ngủ thì tốt nhất là nên tới khách sạn khác. Tại sao? Bạch Chi Âm không hiểu. Anh chỉ tay lên trời một cái rồi giải thích. Sau khi hôn lễ trên lầu kết thúc thì sẽ có bắn pháo hoa. Nghe nói khách sạn này cách âm không được tốt lắm. Xoa vùng trán đang đau nhức, Bạch Chi Âm suy nghĩ xem có nên đổi sang một khách sạn khác hay không. Nhưng nghĩ lại thì mình không lái xe, bây giờ mà đi tìm chỗ khác thì càng mất thời gian. Hơn nữa, từ giờ tới khi hôn lễ kết thúc chắc cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ, ít nhiều gì cô cũng đã ngủ được một giấc. Vì thế cô nói với Thẩm Mục Phạm, không cần đâu, tôi không có xe, đổi qua đổi lại cũng rất phiền phức. Không phiền phức đâu, để tôi đưa cô đi. Không đợi cô phản bác, anh tự ý nắm lấy tay cô, nửa ôm, nửa kéo cô lên xe. Chi Âm sớm đã được lãnh giáo sự ngang ngược của Thẩm Mục Phạm, hiểu rằng anh đã quyết định chuyện gì thì rất khó mà thay đổi. Nên khi lên xe, cô cũng không tranh luận với anh nữa, mà ngoan ngoãn thắt dây an toàn, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ là vì quá mệt mỏi, nên cho dù cô đã cố gắng duy trì sự tỉnh táo, thì cuối cùng vẫn không chống lại cơn buồn ngủ ập tới. Khi xe rời khỏi khách sạn Tử Kinh chưa bao lâu, cô đã ngủ say sưa. Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy hình như có người đang gọi mình. Cô muốn mở mắt ra xem, nhưng đầu óc nặng trình trịch, không cách nào mở mắt ra được, đành phải tiếp tục ngủ mê man. Ngắm nhìn cô gái đang ngủ dùi kia, anh khẽ thở dài. Vừa rồi ở trên đường đi, khi nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của cô, anh đã biết là cô thật sự rất mệt mỏi. Cho nên sau khi dừng xe, anh vẫn không nỡ đánh thức cô dậy, còn nhẹ nhàng hạ cái ghế giữa của cô xuống để cô nằm thoải mái hơn. Nhưng thấy 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà cô vẫn không hề có dấu hiệu thức dậy, anh đành phải gọi cô. Kết quả là... Đêm hơi lạnh,
lo là cô tiếp tục ngủ ở đây thì sẽ bị cảm, nên anh đành phải mở cửa xe, cúi người xuống, khẽ khàng bế cô lên. Bạch Chi Âm chỉ một tiếng thật nhỏ, mặt dùi vào ngực anh cọ cọ vài cái, sau đó tìm được một tư thế thoải mái và tiếp tục ngủ. Thấy cô không bị đánh thức, anh thở phào một hơi, nhưng động tác thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khách sạn này chính là tài sản của tập đoàn Thẩm Thị. Trên tầng cao nhất có một phòng dành riêng cho Thẩm Mục Phạm. Có thang máy riêng lên thẳng đó, hết sức bí mật. Trước kia, anh luôn đi thẳng từ bãi đậu xe lên đó. Nhưng hôm nay anh bế Bạch Chi Âm, không còn tay nào để lấy thẻ và quẹt, nên đành phải lên đại sảnh nhờ quản lý quét thẻ giúp. Quản lý đã làm việc ở đây được 5 năm, gặp Thẩm Mục Phạm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh dẫn phụ nữ tới. Có điều là nhân viên giàu kinh nghiệm, chị ta luôn ghi nhớ là chuyện không liên quan tới mình thì đừng tò mò. Vào trong thang máy là coi như tai không nghe, mắt không thấy, ngay cả hít thở cũng cố gắng sao cho thật nhẹ nhàng, nỗ lực là một người vô hình. Đến khi đưa hai người vào phòng, đóng cửa đi ra thì chị ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi xuống, chị ta soi gương trong thang máy và cảm khái một mình. Cùng là phụ nữ, sao người ta lại có thể xinh đẹp đến thế nhỉ? Sau khi đặt Bạch Chi Âm lên giường, Thẩm Mộ Phạm vào trong nhà tắm dắt một cái khăn nóng, định lau mặt cho cô. Nhưng thấy mặt cô có một lớp trang điểm thật dày, lo là không thể lau sạch, nên anh đành chuyển sang lau cổ và tay cho cô. Sau khi lau xong, Thẩm Mộ Phạm cúi đầu nhìn bộ váy dạ hội bó sát trên người cô, đôi môi khẽ mím lại, im lặng một lát, đưa tay về phía khóa kéo sau lưng cô. Nhưng khi còn cách có 1 cm thì anh bỗng thu tay lại, quay người đi sang gian phòng bên cạnh. Nếu dạ dày không biểu tình thì có lẽ Bạch Chi Âm vẫn muốn tiếp tục mà ngủ. Cô mở đôi mắt nhấp nhem ra, nghiêng vai, duỗi eo, cảm thấy rất lâu rồi không được ngủ ngon đến thế. Ôm chăn lăn một vòng, cô nhìn bóng đèn trên đầu, ngây người trong thoáng chốc. Sau đó, mắt bỗng trợn to lên, giống như là bị điện giật, cô lập tức ngồi bật dậy. Ra giường màu xám tro, cách bài trí thiên về những gam màu lạnh, đây tuyệt đối không phải là phòng của cô. Ý thức được điều này, cô hoảng hốt dán chăn lên. Khi nhìn thấy bộ váy ngủ bằng vải cô tông trên người mình thì hoàn toàn sững sờ. Nếu cô nhớ không lầm thì tối qua cô mặc váy dạ hội, cho nên bộ váy ngủ này chắc chắn là do người khác thay cho cô. Nhưng tại sao cô không nhớ gì hết vậy? Là do ngủ quá say hay là bị người ta bỏ thuốc? Nhíu chặt mày, Bạch Chi Âm cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Cô còn nhớ mình gặp được Thẩm Mục Phạm ở ngoài khách sạn. Sau đó anh nói là đưa cô đi tìm khách sạn khác. Tiếp đó thì cô lên xe của anh, buồn ngủ đến giật giờ. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Theo suy đoán này, có lẽ là Thẩm Mục Phạm đã đưa cô tới đây, thay quần áo cho cô. Đợi đã, anh thay quần áo cho cô thì chẳng phải thấy hết rồi sao? Nghĩ tới khả năng này, mặt Bạch Chi Âm không khỏi thấy nóng lên. Tuy cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng không thu phục được trái tim anh thì sẽ chiếm đoạt thân xác của anh trước, nhưng đến khi lâm trận thật thì lại thấy hơi xấu hổ. Cô dừng về cánh tay mảnh mai của mình, rồi lại cách lớp áo, sờ soạn bộ ngực mình. Lo lắng không đâu rằng gần đây cô hơi gầy, không biết khi sờ vào chỗ này, anh có chê nó nhỏ quá hay không? Khi Thẩm Mục Phạm đẩy cửa bước vào, cảnh mà anh nhìn thấy chính là cô đang cúi đầu nghịch bộ ngực của mình. Bước chân khựng lại, anh bị sặc nước miếng nên phải ho lên. Âm thanh vang lên bất ngờ ấy khiến Bạch Chi Âm giật mình. Ngẩng đầu lên thấy là anh, thì cô vô thức kéo chăn cao lên che ngực mình lại. Thẩm Mục Phạm ổn định lại hơi thở, tự nhiên bước đến bên giường như chưa nhìn thấy gì, hỏi. Ngủ đã rồi hả? Cô một tiếng, hỏi ra vấn đề mình quan tâm. Đây là đâu thế? Lệ sinh. Hôm qua cô ngủ quá say, tôi không đánh thức cô được nên đành đưa cô tới đây. Cô một tiếng, sau đó đắn đo hỏi. Vậy quần áo của tôi? Tôi nhờ quản lý đang trực thay cho cô. Thẩm Mộc Phạm nhắc lời Bạch Chi Âm. Trên bộ váy dạ hội có rất nhiều hạt đá, tôi sợ cô ngủ không được thoải mái nên đã nhờ người thay váy ngủ cho cô. Cảm ơn anh. Cô thở phào một hơi,
nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có chút mất mát. Anh thấy cô ôm chăn ngẩn người ra đó nên hỏi tiếp. Cô có đói không? Rất đói. Vừa nói xong, bụng cô lập tức sôi lên ùn ụt một cách vô cùng ăn ý, khiến cô xấu hổ, chỉ biết cười gượng. Anh cũng cười. Không đói mới lạ đó, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thấy cô lắc đầu, anh bèn nói. 5:30. 5:30, buổi chiều. Bạch Chi Âm kinh ngạc. Phải, 5:30 chiều, cô ngủ gần 20 tiếng đồng hồ rồi. Thẩm Mục Phàm gật đầu. Bạch Chi Âm trợn mắt thật to với vẻ không dám tin. Thật không đấy, sao tôi có thể ngủ lâu thế được? Anh mỉm cười và nói. Tôi cũng muốn biết lắm. Sáng nay khi đi làm, anh thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành nên không dám gọi cô dậy. Đến trưa dự cuộc họp xong, anh bỗng nhớ ra rằng cô thay bộ váy dạ hội ra thì không có quần áo sạch để thay, nên chu đáo gọi điện thoại về căn dặn quản lý đưa lên cho cô một bộ quần áo. Ai ngờ quản lý lại nói, hình như cô ấy vẫn đang ngủ. Vẫn đang ngủ. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn cơm trưa rồi, cô cứ ngủ như thế, không biết có đói hay không. Trầm ngâm giây lát, anh dặn quản lý. Bảo nhà bếp chuẩn bị cho cô ấy vài món, đợi cô ấy thức dậy thì đưa lên. Mặc dù đã dặn dò thật chu đáo mọi việc, nhưng buổi chiều, khi bộ phận kiểm toán đến báo cáo kết quả kiểm toán các dự án của năm, thì anh vẫn cứ thất thần mấy lần, thỉnh thoảng còn đưa tay xem đồng hồ, không biết cô dậy hay chưa. Đợi giám đốc kiểm toán đi khỏi, anh lại gọi điện thoại về khách sạn lần nữa. Được biết cô vẫn chưa ngủ dậy, thì anh không ngồi yên được nữa mà quơ lấy chìa khóa, lái xe thẳng tới đây. Lên tới phòng, anh thấy cô vẫn đang ôm chăn ngủ một cách ngon lành. Anh đứng bên giường nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng quyết định để cô ngủ thêm một lát nữa, đến giờ cơm tối thì gọi cô dậy. Bạch Chi Âm xấu hổ và lè lưỡi trước hành vi ngủ cả ngày này của mình. Chắc là do gần đây hay thức đêm quá nên mới thiếu ngủ như thế. Anh cũng biết cô ngủ nhiều như vậy, chắc chắn là do cơ thể đã quá mệt mỏi và suy kiệt, nên cũng không nói nhiều, chỉ bảo cô. Mau dậy tắm rửa một chút, tôi dẫn cô đi ăn cơm. Anh không muốn cô được ngủ ngon mà làm dạ dày bị tổn thương. Chi Âm tắm rửa xong, thay bộ quần áo mà khách sạn đã chuẩn bị, bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn gương mặt sạch sẽ của cô, khóe môi anh khẽ cong lên. Nói cho cùng thì anh vẫn thích dáng vẻ không son phấn lòe loẹt của cô, trông rất thanh khiết, toát lên vẻ hoạt bát. Sau khi lên xe, anh hỏi Bạch Chi Âm, cô muốn ăn gì? Gì cũng được, chỉ cần có ăn là tốt rồi, tôi sắp đói chết rồi. Chi Âm giương tay kéo lấy dây an toàn. Thấy cô kéo cả nửa ngày mà vẫn không gài lại được, anh nghiêng người qua, giành lấy dây an toàn trong tay cô gài vào nút. Tôi mời cô ăn một bữa thịnh soạn nha. Trên đỉnh núi sao? Cô buộc miệng tiếp lời. Cô muốn lên trên núi? Bạch Chi Âm nghiêng đầu nhìn anh. Chẳng phải anh nói là sẽ mời tôi ăn một bữa thịnh soạn sao? Anh ngẩn ra trong giây lát, sau đó thì nụ cười nở trên gương mặt rạng rỡ. Ai nói với cô muốn ăn một bữa thịnh soạn thì phải lên trên núi? Đài TVB Pia đó, chẳng phải trên TV hay nói tối nay mời em lên núi ăn một bữa thịnh soạn sao? Anh nhìn cô chăm chú, nụ cười càng tươi hơn. Được rồi, vậy tối nay chúng ta lên núi ăn một bữa thịnh soạn. Nhìn anh tươi cười khởi động xe, Bạch Chi Âm thầm thưởng mình một cái vì... Thật ra, thân là giám đốc quan hệ xã hội, làm sao cô có thể không biết bữa tiệc thịnh soạn thật sự là ở đâu? Sở dĩ cô giả vờ như không biết là vì muốn dụ anh lên núi. Ở Hồng Kông này, đó là nơi bình thường nhất, nhưng cũng là nơi thích hợp nhất để những đôi tình nhân hẹn hò, rất dễ khiến cho những cảm xúc ám muội bùng phát. Bọn họ chọn một nhà hàng Tây cũng khá có tiếng ở đó. Bạch Chi Âm rất đói, nên thức ăn vừa được đưa lên là không thèm giả vờ thẹn thùng gì nữa, cứ cắm đầu mà ăn. Chỉ trong chốc lát, một phần bò bít tết đã trôi vào bụng. Anh thấy thế, giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ, kêu thêm vài món ăn, nhưng cũng dặn dò cô.
Cả ngày nay cô không ăn gì rồi, tốt nhất là đừng ăn nhiều quá, ăn no khoảng 8 phần là được. Vì duy trì mức độ ấy, nên Chi Âm chỉ ăn 1 phần 3 mỗi loại thức ăn trên bàn, rồi gác đũa. No rồi sao? Thẩm Mộ Phạm hỏi. Bạch Chi Âm mỉm cười trả lời. 80%. Anh chăm thêm cho cô ít rượu vang, cố ý hỏi. Bữa tiệc thịnh soạn này ngon không? Cô nhún vai. Cũng được, nhưng không ngon như trong tưởng tượng. Nụ cười anh càng tươi hơn. Không sao, hôm khác tôi sẽ dẫn cô đi ăn một bữa thịnh soạn thật sự. Vậy tôi đợi à nha. Cô mau mắn trả lời. Hai người lại trò chuyện thêm một lát nữa. Trước khi ra về, chị em nói là phải đi toilet một chuyến. Thẩm Mục Phạm ngồi tại chỗ, vừa định gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên. Anh nghe máy. Polo, có chuyện gì không? Anh Thẩm. Đầu bên kia chần chừ trong giây lát rồi mới nói. Cô Đường đến rồi. Đường Đường. Thẩm Mục Phạm lập tức đứng bật dậy. Cô ấy ở nhà hàng. Polo ừ một tiếng rồi vội vàng nói chuyện chính. Nhưng nãy giờ cô ấy cứ uống rượu mãi, tôi thấy cô ấy sắp say rồi. Thẩm Mục Phạm sững người, lập tức qua lấy chiếc áo vest dắt ngang trên thành ghế, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa căng dặn. Trong chừng cô ấy giúp tôi, tuyệt đối không được để cô ấy ra ngoài một mình. Bạch Chi Âm từ trong toilet đi ra, thấy chỗ ngồi không có ai, thì cứ tưởng là Thẩm Mục Phạm đi ra trước tính tiền, nên bèn đi thẳng ra phía trước. Vừa đi đến góc thì bị nhân viên phục vụ gọi lại. Cô à, xin lỗi, nhưng bàn của cô vẫn chưa được tính tiền. Bạch Chi Âm dừng lại, thò đầu nhìn ra phía quầy lễ tân. Bàn của tôi không có đang tính tiền sao? Không, bàn của cô đã đi rồi. Bạch Chi Âm sờ mấy cái túi trống rỗng, cười hề hề. Thẩm Mục Phạm đang định chơi cô sao chứ? Ví tiền và điện thoại của cô đều ở trong cái túi đựng quần áo bẩn. Mà túi đựng quần áo bẩn lại ở trên xe của Thẩm Mục Phạm. Không ngờ anh lại chưa tính tiền mà đã bỏ lại người không một xu dính túi như cô ở trên núi. Cô nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng phun ra hai tiếng. Đồ khốn! Chương 15. Coi mắt. Sau khi quản lý nhà hàng nghe Bạch Chi Âm giải thích xong thì cũng không làm khó dễ cho cô, chỉ lưu lại cách thức liên lạc của cô, bảo cô về nhà rồi chuyển tiền bữa cơm cho họ là được. Cô không ngừng cảm ơn lia lịa, sau khi cam đoan về tới nhà rồi sẽ chuyển tiền tới ngay thì mới ra khỏi nhà hàng. Sau khi xác định không thấy bóng dáng của cô nữa, nhân viên phục vụ mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Quản lý, chị cứ để cho cô ta đi như vậy sao? Lỡ như cô ta không gửi tiền tới thì làm sao bây giờ? Quản lý hết sức chắc chắn. Yên tâm đi, cô ta sẽ không ăn quỵt đâu mà lo. Tại sao? Nhân viên phục vụ không hiểu. Quản lý liếc xéo cô ta một cái. Cô đã từng thấy ai mặc đồ trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel và lái Bentley đi ăn quỵt chưa? Hơn nữa, nếu bọn họ ăn quỵt thật thì càng tốt. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để quảng cáo một phen. Nhân viên phục vụ vẫn tròn xoe mắt, càng thêm không hiểu gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ta, quản lý tức giận hỏi. Cô không biết người đàn ông đi chung với cô ta là ai sao? Thấy nhân viên phục vụ lắc đầu, chị ta lườm một phát với vẻ bất đắc dĩ. Không biết thường ngày cô làm cái gì nữa, ngay cả Thẩm Mục Phạm mà cũng không nhận ra. Anh ta chính là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị, một trong 10 doanh nhân giàu nhất xứ cảng này đấy. Cô phục vụ lập tức trợn tròn mắt lên. Trời ạ, không ngờ nhà hàng của bọn họ lại có thể tiếp đãi nhân vật có máu mặt thế này. Nếu biết trước thì cô đã xin chụp với họ một bức ảnh. Vẻ mặt chấn kinh của nhân viên khiến cho quản lý hết sức dễ chịu. Chị ta quyết định phổ cập thêm cho cô ta có ít tri thức. Người phụ nữ kia là Bạch Chi Âm. Dạo trước báo chí có đồn là bọn họ sắp kết hôn rồi. Sau đó lại nói tin tức là giả. Nhưng theo tôi thấy, chắc chắn bọn họ đang giấu giếm thôi. Nhà hàng của bọn họ là thánh địa cho những đôi tình nhân hẹn hò. Những người đến đây phần lớn đều là người yêu. Cô phục vụ cũng đồng ý với sự suy đoán của chị quản lý, nhưng sau đó lại chau mày. Cũng không đúng.
Nếu bọn họ đang quen nhau thì sao Thẩm Mục Phạm lại dứt cô ta lại đây, còn không tính tiền nữa? Chuyện này ấy à? Chị quản lý nghĩ ngờ một lát, nghĩ ra một giải thích hợp lý. Có lẽ là hai người đã cãi nhau. Cô không nghe thấy Bạch Giam nói sao? Điện thoại và ví tiền của cô ta đều ở trên xe của Thẩm Mục Phạm. Chắc chắn là Thẩm Mục Phạm tức giận nên cố tình bỏ đi. Lẽ nào chia tay rồi sao? Cô phục vụ bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Tôi cảm thấy không đâu. Chị quản lý nói với giọng điệu của người từng trải. Nếu đàn ông mà muốn chia tay thật sự thì sẽ không chơi cái trò cãi nhau rồi bỏ đi như vậy. 80% là anh ta bị chọc tức nên bỏ đi. Muốn cô ấy chủ động gọi mình. Có điều... Chị quản lý nhíu mày. Nhớ tới lúc nãy, Bạch Giam dứt khoát từ chối xin sự giúp đỡ từ Thẩm Mục Phạm. Có lẽ kế hoạch bắt cô đến cầu hòa trước của chủ tịch Thẩm đã phá sản rồi. Từ nhà hàng đi ra, chị em men theo con đường xe chạy để xuống núi. Lúc này là đầu đông, nhiệt độ trên núi rất thấp. Cô lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh. Gió đêm quất vào người khiến cô không khỏi lạnh run lẩy bẩy. Có điều, so với cái chân thì cái lạnh này không là gì cả. Thẩm Mục Phạm chỉ chuẩn bị cho cô quần áo để thay, nhưng không chuẩn bị giày. Bây giờ, cô đang mang đôi giày gót nhọn cao 7 phân tham gia vũ hội ngày hôm qua. Gót giày nhỏ, ngay cả đứng cũng mệt, chứ đừng nói chi là đi đường dốc. Đi được một đoạn, Bạch Trâm chỉ cảm thấy mỗi bước cô đi cứ như là bước trên mũi dao, đau đến nỗi cô rất muốn cưa chân cho xong. Khó khăn vất vả lắm, Bạch Trâm mới xuống được dưới chân núi. Cô mượn di động của người qua đường gọi điện thoại cho Liên Hy, sau đó bất chấp cả hình tượng ngồi phịch xuống bồn qua bên đường. Cô cởi giày ra xem, thì thấy gót chân và đầu ngón chân đã bị cọ sát tới rách da. Gót chân phải thì bị cọ tới nổi phồng lên một bọc nước thật lớn, sáng bóng, đau tới nỗi cô phải suýt xoa. Khi Liên Hy chạy vội tới, thấy chân cô thê thảm như vậy thì hết sức đau lòng, lại tức giận. Sao cô phải đi xuống đây? Không biết gọi điện thoại cho tôi lên sao? Bạch Chi Âm biểu môi đầy ấm ức. Tôi quên mất. Đi được nửa đường thì mới nhớ ra, khi đó nhìn xung quanh lại không có ai, không tìm được điện thoại. Cô đó, bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại ngốc thế? Liên Hy thở dài một hơi. Cho dù không có người, thì cô cũng có thể bắt xe bus hay taxi cơ mà. Không được nữa, thì cô dãy xe của người ta lại mà mượn điện thoại cũng được vậy. Bị Liên Hy mắng như vậy, chị em cũng thấy tỉnh ngộ. Cô chỉ nhớ là mình không một xu dính túi, nên không thể bắt xe, nhưng lại quên rằng có thể đi xe trước, sau đó gọi Liên Hy ra trả tiền cũng được. Đều tại Thẩm Mục Phạm cả, làm cô tức đến nỗi đầu óc choáng váng, ngay cả điều cơ bản nhất cũng quên mất. Cô nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ đợi khi gã khốn ấy rơi vào tay cô nhất định phải ăn miếng trả miếng, khiến anh phải đẹp mặt. Ngày hôm sau, cô nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới đòi lại di động và ví tiền của mình, tiện thể trách cứ hành vi bỏ đi mà không trả tiền qua anh. Cô cứ tưởng cho dù anh không giải thích nguyên nhân thì ít ra cũng sẽ mời lại một bữa để đền tội. Nhưng Thẩm Mục Phạm chỉ nói một câu xin lỗi, rất lịch sự, rồi thôi. Ngay cả di động và ví tiền của cô cũng chỉ sai trợ lý mang tới. Cô giận tới nỗi tức cả ngực, suốt ngày cứ nghĩ tới chuyện trả thù. Nhưng đáng tiếc, từ sau hôm ấy, Thẩm Mục Phạm lại biến mất khỏi thế giới của cô. Sau nửa tháng hoang mang lo lắng, Bạch Chi Âm, người luôn quen khống chế mọi chuyện trong tay, lại nếm thử mùi vị của thất bại thêm lần nữa. Trái tim muốn thoát khỏi nhà họ Bạch kia cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Giống như Nghi Hy đã nói, mỗi người có một số mạng khác nhau, có lẽ số mạng của cô chính là ở lại làm trâu làm ngựa cho nhà họ Bạch.
Tập 6 Bảy tình, tình bảy vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.